Phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục cuốn sách mỗi ngày với cuốn sách vừa du lịch vừa kiếm tiền. Cuốn sách của bữa sáng doanh nhân hôm nay có tựa đề Vừa du lịch vừa kiếm tiền của tác giả Amit Offir. Cuốn sách sẽ giúp bạn có thể đi khắp thế giới đồng thời được độc lập về mặt tài chính, cho phép bạn theo đuổi sở thích của mình, đến gần hơn với mục đích sống của mình và trở thành con người hoàn hảo nhất mà bạn có thể. Cuốn sách được đúc kết từ những kinh nghiệm thực tế của tác giả. Anh đã kiếm đủ tiền để trang trải suốt chuyến đi và xây dựng sự tự do tài chính cho mình. Vậy đâu là những yếu tố cần thiết cho kế hoạch này? Đó là bạn phải chọn đúng cách du lịch, cách xây dựng một lối sống mang lại lợi nhuận và biết cách tiết kiệm tiền trong chuyến đi. Trong cuốn sách này, tôi sẽ chia sẻ làm cách nào để bạn trở nên giàu có, làm sao để bạn sống đến hiện tại mà không phải nuối tiếc, sống với đam mê và tận hưởng cuộc sống của mình, làm thế nào để bước ra khỏi văn phòng và tận hưởng cuộc sống. Một loạt những gợi ý được tác giả đưa ra đơn giản như là thời điểm đặt vé thích hợp, lời khuyên là bạn nên đặt trước những chuyến bay hạng thường hoặc giá rẻ càng sớm càng tốt. Ngược lại, những chuyến bay charter fly có nghĩa là thuê toàn bộ theo chuyến thì nên đặt vào những phút cuối. Ngoài ra, hãy đừng quên đánh dấu chuyến đi vào cuốn lịch năm, nó sẽ giúp bạn ghi nhớ và theo đuổi mục tiêu. Với những gợi ý rất cụ thể, chi tiết, đây sẽ là cuốn sách phù hợp cho mọi người mọi lứa tuổi, những người muốn từng bước xây dựng kế hoạch tài chính của mình để họ có thể tận hưởng thời gian rảnh rỗi và ít cảm thấy lo lắng hơn khi tham gia vào một chuyến hành trình. Cuốn sách thực sự phù hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi, những người muốn từng bước xây dựng kế hoạch tài chính của mình để họ có thể tận hưởng cuộc sống. Còn bây giờ xin quay trở lại trường quay chính của chương trình. Xin được cảm ơn biên tập viên Triệt Hằng. Thưa quý vị, chuyên mục cuốn sách mỗi ngày cũng đã khép lại chương trình Bữa sáng doanh nhân ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin của Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.